Đi lại vẫn 100-700 kìa. Thôi thôi. Sao lại đi lại từ khúc này ta? Nó thật sự là mình không biết nó bắn chỗ nào luôn á. Kiểu như mấy thanh niên này bắn giữa chỗ hay gì mà. Quên, mình sẽ đi móc. Hay nó bắn mình tối tăm mặt mày luôn kìa. Mà nhớ, mình nhớ bên đây chỉ có 2-3 thằng thôi mà nó bắn gì ghê vậy trời. Còn một thằng nữa. Đấy. Còn nữa. Mình cứ có kiểu thói quen chơi game offline, mình quen là cứ bắn xong là giết xong là mình phải lượm đạn, thay đạn. Bây giờ chết hoài. Mình nghĩ chắc mình sẽ đổi cây súng BZ này quá. Ôi, đây toàn súng máy nè, thôi mình chơi súng máy hết vậy. Đây. Đây chính cái khẩu mà mình nói đây, có cái ngắm Red Dot đây. Bao bá đạo luôn. Hơi ít nhờ. À, hai cây này là cùng một loại mà tại sao lại lượng đạn không được tính chung ta? Không sao. Ôi. Mình sấy cho thì các bạn cứ gọi là á hự. Đút cái đầu lên. Đấy, thấy chưa? Mình biết lắm mà mình không dừng kịp lúc là thằng đồng đội mình nó lại lủi vô nữa rồi. Trời ơi. Không nét như cám nữa thôi. mình thấy nè. Vô đi. Súng máy mình đứng sau mình cover cho. Toàn vô bắt tôi vô trước không. Chạy hộ. Ồ, ném lựu đạn kìa. Nó bắn kinh quá. Nó bắn mình tối tăm mặt mày luôn. Xíu nó chết rồi. Cái tập này bắn đã mà chết nhiều quá. Nó bắn súng mà không chết là hơi xạo đúng không các bạn? Thì có một cây Kalai, mình sẽ lấy cây Kalai mình bắn thôi. Rồi, chính viên. USS. Là cái súng thục à. Sao mấy thanh niên này nó bắn cái súng gì vậy trời ạ? Thôi, mình cứ bắn cái súng máy đi. Chạy hộ. Đó là mình quen các thói quen chưa cái mình thay đạn kìa. Cái chỗ này là mình chết sản nè. Cái tổ chức thể hiện nè. Đó, trên dưới như vậy sao chơi. Đồng đội đâu rồi? Nãy giờ mà cũng chưa ly hết được nữa hả? Thanh niên này ngáo đá à. Rồi mình có thể tuyên bố một câu là cái game Battlefield 3 này nó lỗi nha các bạn. Hay thì có thấy hay đó, cũng có cái hay của nó chứ không, nhưng mà mình thấy nó lỗi thì sao á. Nhất là những cái riêng về mấy cái thằng cái kiểu AI bot nữa. Nó sẵn sàng. Mình chỉ thích bắn MG thôi. Ôi giời, OV còn được ngập đạn nữa kìa. M27 ngon đó ta. Ủa T là gì? Coi mình coi thử có súng không, còn cái súng cũ, súng mà mình đã từng bắn rồi không à. Thôi mình lấy cái cây mấy hai cây MG vô mình sấy cho nó sướng thôi. Công nhận cái căn cứ của thằng Kavros này khủng khiếp thiệt chứ. Mình phải thừa nhận luôn á. Nhưng cái gì nghiên cứu luôn á. Thấy chưa? Nghĩ sao bắn súng mà đem thay cái súng có đèn pin. Nó chẳng khác nào kêu bắn em đi. Mấy anh ơi bắn em đi. Kìa nó ra kìa bắn hộ. Trời ơi súng thay đạn lâu lắm mấy ông nội ơi. Nó đúng là không trông chờ vậy được vào đồng đội à. Không biết thằng này có phải là chung team với mình không nữa. Còn thấy bất giái không.
nó núp sau kia bắn cả xi nhê gì kìa. Nó quăng cho cái lựu đạn như là đi đi bự luôn nè. À, bắn hộ đi trời, núp đi chứ, ức chế thì chứ. Vậy thôi ngay từ đầu cho mình làm nhiệm vụ một mình đi. Nói thằng nào nó bắn súng máy nó kinh quá. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nha, thua luôn á, nó bắn nó toàn núp không à. Đây trúng nhiều thiệt chứ. Thôi, mình có đi làm nhiệm vụ thôi chứ không có la cà được. Trời ơi, có camera để chạy bị chẳng khác nào mà nó kê sẵn. Đây nè, súng gì nữa đây. Cái cây súng kia của mình thôi chứ không có gì hết. MP7 nữa cả. Ui, ui. Nó đốt à. Ủa, cái thanh niên này thấy gì mà bắn vậy. Nó kiểu như bắn giữ chỗ. À, là mình bắn theo luôn mới ghê. Cái gì mà gần hết đạn rồi kìa. Hết hồn. À, thằng này nó có cái trò này nữa hả trời. Mình tỉnh lắm bạn ơi. Chết rồi. Mình lấy cái súng này nó không được cơ động cho lắm. MG nó nặng quá. Nó trên dưới gì. Cái đậu phộng á. Nó chơi đèn sáng nữa kìa. À, chết rồi, mình vô ổ của nó rồi. Không có, không có. À, trên đây nè. Đúng như này. Bạn cứ từ từ. Nó bắn hướng nào vậy ta? Chết chưa? Mày lúc nào đâu ra đây? Thằng này chưa chết đâu. À, tỉnh với mình hả? À, chơi chiêu ghê trời. Mình vừa núp vô cái là nó mới lò người ra kìa. À, thanh niên. Ôi, nó chơi đỏ đèn kìa. À, thanh niên này chơi bẩn quá vậy. À, cái vụ chơi đỏ đèn vô mặt mình đó chứ. Đi từ từ qua. Nãy giờ giỡn mặt nè. À, á đù. Nó chơi pháo nữa chứ. Xấu tính ý ớn luôn á. Nó giật mình bay. Nó ăn hai trái lựu đạn chắc không thốn. Nó đúng là súng MG thiệt. Tha đạn vải trưởng thiệt. Vậy cũng đặt đầu kê mình đó. À, nó chơi đèn. Trên đây có gì không? Không lên được. Ôi dồi ôi dồi, nhớ chưa? Mà nó súng máy mà. À, tự nó bắn mình chứ. Trời ơi, mình li hết nguyên đám cái đoạn đường khó nhất mình đi. Hai thằng này nó chỉ cần đợi xong rồi nó đặt. Quá, cây. Đồng của trả đội. Không sợ ra, không sợ cái địch mạnh như hổ chứ sợ đồng đội mình nó ngu như bò thôi. Ôi dồi ôi, thấy gì đâu bắn. Nó không thấy bắn trúng bồ nữa bây giờ. Nó thanh niên này mà lầy tới nỗi mà chơi lửa luôn kìa. Nó chắc nó tính phá hủy nguyên cái chỗ này luôn hay gì các bạn ơi. Trời ơi, nó chạy kìa. Rồi sao? Bắn nó không? Đó, cái này là mình nhảy lên hay là mình bắn ta? À, cái nhiệm vụ này chết hoài luôn á trời. Đã ức chế đồng đội gặp cái kiểu cơ chế của cái game này mình thấy nó chưa có quen nữa chứ. Không sao. Úi dồi. À, nó chơi nó đốt lửa kìa. Nó bắn sẵn giữ chỗ luôn kìa. Mình là MG. Thôi đồng đội ơi. Might even...
Đây thì lúc này cái sự kiện là mình sẽ tiếp theo luôn, là mình là cái thằng lách bên đây. Sao có mình vậy ta? Thì hiện tại mình đang cũng đang đang tin cái đường đi đi tới cái biệt thự của cái thằng Cavaros này, nhưng mà mình đi sau. Có nghĩa là mình tới sau cái thằng thằng Dima. Và nhân Dima bị chết rồi. Đây, Dima đây. Đây là nhân vật mà mình chơi từ nãy tới giờ nè. Solomon's using the PLR. He has at least two targets, New York and Paris. Có hai mục tiêu cái thằng Solomon sẽ tiêu diệt, đó là Paris và New York, hai thành phố lớn. Thủ đô, cái chỗ mà đông dân cư nhất. Thì lúc này cái thằng Dima đang tiết lộ cái âm mưu của Solomon đó các bạn, và nó yêu cầu cái thằng lách bên là nhân vật mình đang ấy là hợp tác để ngăn chặn cái cuộc chiến nhé. Cái gì vậy? Ồ, cái thằng đó chẳng phải là cái thằng chỉ huy Midfield 1, là cái thằng khâu á, cái thằng chỉ huy da đen á, nó đồng đội của mình, sao nó bắn mình ta? Hình như là không lẽ cái thằng chỉ huy khâu đó của mình là nó phản bội ta, cái kiểu như là nó làm việc cho cái thằng Cavaros này với Solomon. À, là mình giật mình luôn. Mình không nghĩ là nó sẽ bắn mình luôn á. Three nuclear devices from Russia and sold it to a man called Solomon. Solomon's using. Đấy, cái người Dima đang giải thích, đang nói về cái âm mưu và kêu mình hợp tác. Tự nhiên ông nội chỉ huy của mình tới. He's going to detonate the New York device at Times Square very soon. This cannot happen. We can avert war between our nations. Just two of us. No politicians. No money changing hands. Đấy, cái người đi mà ta chủ động, ta cất súng luôn kìa. À, vậy mà ông nội chỉ huy kia vô bắn như đúng rồi. Má Sài Gòn thiệt. That's it. I have to leave now. You don't shoot him. Hình như đưa súng cho mình. Đưa súng cho mình bắn này nè. Phải ngăn chặn kế hoạch của thằng Solomon lại. Hình như đây sẽ là cái nhiệm vụ cuối cùng luôn rồi các bạn ơi. Có nghĩa là mình sắp hết cái series Battlefield 3 này rồi đó. So you admit to shooting your commanding officer under the direction of a Russian agent, is that correct? So unless you have something else significant. Thì cái việc mà cái người lách bên này mà sau khi bắn thằng chỉ huy á, bắn người chỉ huy, cái thằng chỉ huy da đen mà tên là Khâu của mình đó các bạn, là bây giờ nó cái việc là thằng lách bên này nó bị thẩm vấn nè. Còn cái cảnh đầu tiên vô mà các bạn thấy là nó chi đuổi bị còng hai tay rồi chi đuổi mà nó nhảy xuống con tàu á, mà nó đang dí theo cái thằng Solomon để nó phá cái hai chiếc bơm á, mình nghĩ đó là cái cuối cùng luôn á. Cái cách xây dựng cái nội dung game cũng hay, mà thấy cũng hay đó. Cũng bất ngờ đấy. Đây. Này thì hỏi nè, ức chế lâu lắm rồi. E e e. Đập nó. Đập nó. Đây chính là đồng đội của mình đây. Thằng Montez nè, nhìn cái mặt là mình biết nè. Cái thằng cái thanh niên mà mình kêu cái mặt giống như David De Gea nè, các bạn thấy nè, cái mặt nó thon lắm. À, mình ức chế cái thằng CA nãy giờ lắm luôn rồi. Từ đầu đến giờ. Ấy, cái đậu phộng. Tỏi. À, mình nhảy xuống một cái thùng rác.
Come on, come on. Nào, follow, follow. Nó bị đẹp ở đây và bị choáng. Nhanh, 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 nhanh. Chạy Summoner luôn. Ôi dồi ôi, mình thấy game này cũng được đấy. Ức chế, ức chế, chửi, ức chế, chửi. Đây là cái kiểu trụ sở á, trụ sở. Chả phải trụ sở gì hết á, định mệnh. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chạy hộ cái. Đấy, các bạn nhớ là cái cảnh đầu tiên không? Một đạp. Đó, cái cách xây dựng cũng giống như là một số bộ phim hành động của Mỹ đó. Hèn chi mình thắc mắc tự nhiên mới vô là mình đang ở trên một cái con tàu kiểu như bị cướp đó. Thì thật ra không phải cướp đâu mà là quân đội của cái thằng thằng Solomon nó gì cái kiểu nó thích mặc chùm lấy giới bịch, lấy giới bịch đầu đó, chơi dơ thì chứ. Nó đang có âm mưu để nó lấy cái bơm cái tàu tàu này nè, vô cái hai thành phố lớn của Paris và New York kiểu thủ đô đó. Nó hơi khác khác lúc đầu nha các bạn. Đấy. À, cái này thì mình biết rồi, thanh niên này hồi nãy tí nữa mình bị đạp văng ra khỏi cửa sổ chứ đâu. Cho mình xin cái AK luôn nha bạn. Ôi dồi ôi bạn tốt. Mày không bắn không được. Cái kiến này kiểu như chống đạn rồi. Nó kích hoạt bơm rồi, mình sẽ đi ra ngoài cửa sổ. Đây là những cái phân cảnh lúc đầu game mới vô nè. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp lại đây. Coi chừng nó bắn. Nó móc cái cây súng kiểu như Anaconda ra kìa. À, Anaconda nó lực thì thôi chứ. Nó cảm giác như cái đam của nó cực khỏe luôn. Mặc dù là cái dòng súng Bitton, súng lục nhưng mà cực kỳ mạnh luôn. Đây, một số thanh niên sẽ chòi lên. Mình canh sẵn cho cây súng nè. Cái này mình biết rồi các bạn ơi. Ê, ê, ê. Ô, thanh niên kia tự té à. Nhấn nút ngồi, nhấn nút quần cho bên trái để ngồi chứ không là mất đầu các bạn. Các bạn thấy cái thanh nào? Có những cái thanh mà nó đưa ra kìa. F2000 á, thôi thôi đây không phải là thời điểm để mình đổi súng cho các bạn coi review nữa đâu. Mình đang vô cái đoạn cao trào của cái game ở đây, chuẩn bị kết thúc đây. Chạy hộ, chạy hộ, chạy hộ. MB đổi súng luôn. Ủa có đèn pin à. Thôi có 91 viên à. Mình vẫn thích AK hơn. UMP5 luôn. Thay đạn cái. Làm gì mà căng. Đâu rồi, đâu rồi. Ra hết đây. Không. Cái độc đáo đó, cái kiểu xây dựng cốt truyện của cái Battlefield này mình thấy hay đó. Mở đầu cũng là cái kết thúc luôn. Đây rồi, hai trái bom đây rồi. Nhưng mà không. Mình sẽ lên đây nè. E. Ê, thằng dở thiệt. Thính gì mà không biết. Ừ, chuột phải nè. Tụi bắn thì bắn đại đi, còn bị đặt hỏi hỏi. Ơi, hình như cái kích hoạt kìa, đang trên tay thằng này nè. Khỏi, khỏi vụ, khỏi vụ. Mày. Hay quá, mình lấy được cái điều khiển kích hoạt bơm rồi. À, cái thằng Solomon đâu rồi? Thanh niên này chạy lì. Bạn nằm im đi thì có ai nói gì bạn đâu. Ôi, hết đạn rồi. Mình đây. À, thằng Solomon nó chạy đâu nữa rồi. Ủa nó ném bom kìa. Mày chạy đâu con sâu. Ra hết nào, ra hết nào. Ủa cái gì vậy. Giật mình với ba. Đây rồi cái cầu thang đây rồi. Leo lên, leo lên, leo lên. Ê có thằng nó canh trên kìa. Cái thằng đồng đội của mình đâu rồi, thằng Montez đâu rồi, sao để mình bắn không vậy?
Đây là những cái cống ở dưới cái những cái đường đường đường, đường này. Đấy. Mấy cái kiểu leo lên kiểu này dễ mất đầu lắm nha. Leo lên, ok quá cái đồng đội mình. Leo lên, đuổi theo. Bắt đầu tới cái cao trào rồi đây. Cũng phải hành động gây cấn đây. Ủa chạy ngược chiều luôn rồi quá thanh niên này. Thấy gì đâu bắn. Bắn xe nào. À thấy rồi. Mình này bắn cái chết chết người quá. Chạy hộ. Ê. Thì nghĩ dân thường tránh ra cho mình. Ê chết đụng dân thường rồi kia. Mày. Chạy đâu con sâu. Rồi mình tấm được cái thằng Solomon này rồi. Nó trên tay vẫn còn bị còng kìa. Ơi thằng đồng đội mình bị gì rồi kìa. Trời nó bắn đồng đội mình rồi. Á à, hết đạn. Định mệnh mày xui rồi con. Á à, trời hại mày rồi. Á à, cuối cùng đồng đội mình chết hết luôn. Nguyên cái team Misfit 1 mình chỉ còn mình thôi. Ê ê ê ê ê. Ôi tuổi. Lên gói nó đúng rồi. Á à, đám đông nhiều chuyện không. Á à, đám đông nhiều chuyện y như cái đâu thua gì người dân Việt Nam mình đâu trời. Đáng đi ra nó thấy mình kêu đang mặc cái quân phục của quân đội nó phải lại nó phụ chứ ta. Đi xe cảnh sát nữa chứ. Ấy. Ấy. Thế nó lụm súng lên kìa. Tay nó và tay mình bị còng rồi. Đây là chiêu của mình. Đủ nó vẫn cố tình để kích hoạt chiếc bơm rồi vẫn còn một chiếc bơm nữa kìa. Trời ơi cục gạch. Rồi. Xong. Rồi xong. Mình chơi đẹp không thắng thì mình chơi dơ luôn. Rồi mình đã thu hồi được cái bó bơm hạt nhân của thằng Solomon rồi các bạn ơi. Radiation is like life. A uniquely damaging event. Perhaps I will live another 30 years. Perhaps I will die tomorrow. I am telling my story here. The story of how Solomon used power hungry men like Al-Bashir to set fire to the world. Sống sót sau một cái vụ nổ ở Paris. Marine, mặc dù bị nhiễm phóng xạ từ cái vụ nổ nhưng mà ông vẫn nỗ lực viết về những cái mà những cái việc mà ông Dima này với cái thằng Lapper để chặn kế hoạch của Solomon đó các bạn. Russia trying to make a difference. Sometimes I was forced to make difficult choices. Many lives have been saved. Many have been lost. I am certain Moscow does not view it in the same light as I do. But enough is enough. As Vladimir would say, you can only die once. Make sure it is worth it. Thì theo cái cảm nhận riêng của mình á, thì cái Battlefield 3 này cũng hay đó, nội dung cũng được. Nhưng mà nếu mà so sánh với cái Call of Duty Last Up vừa rồi mình chơi thì nó không bằng. Đó là cảm nhận riêng của mình. Rồi thì cái video này cũng là cái video cuối cùng để mình kết thúc cái series này luôn nha các bạn. Thì sắp tới mình sẽ bắt đầu làm tiếp cái series Battlefield 4. Có gì các bạn nhớ đếm xem và nhớ like và đăng ký giùm mình để ủng hộ mình nha. Bye bye, cảm ơn các bạn nhiều.